Xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với chuyên mục Review Công Trình. Nói đến bảo hiểm nhân thọ thì công ty Bảo Việt là một trong số những doanh nghiệp có lịch sử hoạt động và vị thế dẫn đầu trên thị trường. Hôm nay thì TCA Trung Chính Audio đang có mặt tại tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ, có địa chỉ tại 94 Bà Triệu và chúng tôi hiện tại thì đang thi công lắp đặt hệ thống loa âm thanh sân khấu hội trường tại đây. Và ngay bây giờ thì hãy cùng theo chân Phương Huyền đi khám phá xem các kỹ thuật viên đã setup thiết bị đến đâu rồi nhé. Trước khi thi công lắp đặt thì Trung Chính Audio cũng đã có những buổi khảo sát không gian và tìm hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để có thể lên giải pháp cho phù hợp. Và sự lựa chọn tuyệt vời cho thiết kế không gian tinh tế cũng như là sân khấu, cũng như là yêu cầu về đảm bảo chất lượng âm thanh thì TCA đã lựa chọn sử dụng các thiết bị âm thanh nổi tiếng đến từ thương hiệu của Đức với loa, bộ trộn và micro cùng đến từ tập đoàn Bose. Thương hiệu Bose là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 1886. Đây là tập đoàn đa lĩnh vực, đa quốc gia, tập trung chủ yếu vào hàng tiêu dùng, công nghệ xây dựng, công nghệ công nghiệp và ô tô. Năm 1998, thì Telex và Electrovoice sáp nhập thành một công ty. Cho tới năm 2006, Electrovoice trở thành công ty con của Bose. Cũng trong cùng năm đó, thì Dynacorp đầu quân cho Bose và trở thành công ty dưới quyền của tập đoàn này. Chính vì thế, không chỉ các thiết bị âm thanh kết nối hoàn hảo với nhau, mà các dòng sản phẩm main công suất hay mixer Dynacorp luôn là đối tác ăn ý với loa Electrovoice cho trải nghiệm âm thanh pro sound chuyên nghiệp. Quý khách có thể quan sát thấy thì đầu tiên chúng ta phải nói đến hai chiếc loa full 4 tấc EKX-15P EUSAB được lắp trên chân loa vô cùng chắc chắn như thế này đây. Với nhiều quý khách hàng còn chưa biết thì dòng EKX được Electrovoice cho ra mắt và là sự kết hợp giữa tính năng tuyệt vời của thương hiệu EV với công nghệ mới nhất. Thiết bị được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và tất cả thì được gói gọn trong một thiết kế tinh tế lại gọn nhẹ, cực kỳ phù hợp với rất nhiều công trình và ứng dụng không gian khác nhau. Việc thiết bị được đặt ở trên chân loa như thế này thì cũng sẽ giúp dễ dàng di chuyển vị trí hoặc nếu có yêu cầu kết nối mở rộng không gian. EKX-15P EUSAB được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức là một trong hai model loa full range liền công suất với thiết kế gọn nhẹ tinh tế cùng công suất lên tới 1.500W. Thiết bị cực kỳ phù hợp với không gian lớn như sân khấu hội trường, bar, club hoặc dàn karaoke gia đình. Ngoài dùng làm loa full thì thiết bị còn có thể làm loa monitor kiểm âm với góc phát ở cạnh bên. Để ứng dụng cho nhiều không gian thì Electrovoice đã thiết kế bộ chuyển đổi độ nhạy cao dành riêng cho thiết bị, thêm một ống dẫn sóng và bộ chuyển đổi tín hiệu đồng bộ hóa SST giúp thiết bị có được vùng phủ sóng âm thanh chính xác và nhất quán. Công nghệ QuickSmart DSP cũng được tối ưu đem đến trải nghiệm âm thanh hoàn chỉnh. Và để đáp ứng nhu cầu ca hát cũng như là phát biểu thì hai chiếc micro không dây Electrovoice R300 HD đã được sử dụng. Đây là bộ micro không dây cực kỳ nổi tiếng đến từ nhà EV với rất nhiều những tính năng linh hoạt như là giải âm rộng cho âm thanh nốt trung và cao được tái hiện vô cùng chi tiết. Phần âm thấp thì được làm tròn đầy để dễ kết nối và độ méo tiếng thấp. Đây là một trong số những siêu phẩm mà thương hiệu EV cho ra mắt gây ấn tượng đặc biệt khi kết hợp với loa cũng đến từ EV. Bộ micro không dây có thiết kế gọn nhẹ, được làm từ thép không gỉ, sơn đen mờ vô cùng tinh tế. Bộ micro được tích hợp 32 kênh chọn, khoang dây tần rộng giúp thu sóng tốt, thêm vào đó là sóng UHF cho khả năng truyền thấu qua vật cản tốt hơn. Thời lượng pin sử dụng lên tới 14 giờ, cực kỳ phù hợp cho ca hát, sự kiện, karaoke giải trí. Với các chức năng đi kèm như tự động lọc, chống ồn nhiễu, đồng bộ tần số tự động, hạn chế méo tiếng tối đa. Đây là chiếc micro ứng dụng tốt ở những nơi có không gian hẹp, nhiều vật chắn là lựa chọn hoàn hảo cho rất nhiều không gian. Giúp hoàn thiện hệ thống âm thanh sân khấu hội trường cũng như là để đáp ứng nhu cầu mic âm từ các nhạc cụ và các thiết bị âm thanh, TCA đã sử dụng thêm mixer cao cấp Dynacorp DC-CMS-1600-3MIG. Đây là bộ trộn âm thanh được giới soundman đánh giá cao nhờ khả năng xử lý âm thanh tuyệt vời cùng thiết kế linh hoạt và dễ sử dụng. Lên tới 1.000 preset cho người dùng lựa chọn effect, chiếc bàn trộn này chính là niềm ao ước của rất nhiều người chơi âm thanh chuyên nghiệp. Bàn trộn được thiết kế nhỏ gọn chỉ khoảng 12kg với 16 kênh đầu vào, nút voice filter chỉ có ở trên mixer Dynacorp, 6 bus phụ trợ có thể chuyển đổi fader trước và sau, cho phép giám sát linh hoạt cao. Kết nối USB chia sẻ đồng thời 4 kênh phát lại, 4 kênh ghi âm, hỗ trợ trên cả PC và Mac. Thiết bị được tích hợp tính năng hạn chế ồn nhiễu, giao diện MIDI bổ sung cho phép tích hợp nhạc cụ, chỉnh sửa và lưu trữ cài đặt lên tới 20 preset. Ngoài ra thì bộ trộn còn được liên kết sẵn với ứng dụng chỉnh âm chuyên nghiệp Cubase. Với những ưu điểm trên thì Dynacorp DC-CMS-1600-3MIG là bộ trộn âm lý tưởng cho âm thanh sân khấu hội trường.
các thiết bị xử lý, micro thu âm hay là thiết bị hỗ trợ âm thanh được sắp xếp gọn gàng trong tủ máy. TCA thì không chỉ cung cấp các sản phẩm cho dự án mà còn cung cấp các giải pháp về âm thanh chất lượng cao, luôn đảm bảo việc setup thiết bị được hoàn chỉnh và chính xác. Các kỹ thuật viên khi lắp đặt thì cũng sẽ cực kỳ cẩn thận cũng như là đảm bảo không làm thay đổi cấu trúc và tính thẩm mỹ của không gian. Thiết bị âm thanh sau khi lắp đặt sẽ được căn chỉnh cho phù hợp với không gian và nhu cầu của khách hàng. Dây kết nối đều được đi ẩn ở trên trần thạch cao, vừa không làm mất đi tính thẩm mỹ mà vẫn dễ sửa chữa và thay thế. TCA Trung Chỉnh Audio hy vọng rằng với hệ thống âm thanh sân khấu hội trường chuyên nghiệp được lắp đặt tại đây, các sự kiện, các chương trình lớn nhỏ sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đặc biệt là vào dịp cuối năm này. Đây sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ cho các cán bộ nhân viên của công ty Bảo Việt Nhân Thọ. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.